Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật chính xác 100%, cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cả đời tích phúc, về già hưởng lộc trời ban, giàu sang phú quý hơn người, con cháu ba đời ăn không hết của, sung sướng hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, có nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì, nhưng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng, thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Bên cạnh đó, sự tích cực và lạc quan cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tốt đẹp và phước lành. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng khổ đau được gieo đến, mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng mang trong mình căn số đắc tài phú quý, giàu có, may mắn đủ đường. Nhưng để có được thành công, họ đã phải đánh đổi bằng những năm tháng cơ cực, mệt nhọc tấm thân, bằng tất cả lòng nhiệt huyết và nỗ lực của mình. Xem tử vi cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng là con giáp sướng ít khổ nhiều. Sách trời đã ghi phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ khó khăn vất vả, về sau trung vận và hậu vận mới thực sự giàu có, sống phú túc an nhàn. Bước sang tuổi 60, được dự báo có rất nhiều may mắn thuận lợi, phương diện sự nghiệp và tài lộc sáng sủa bất ngờ, con giáp này có thể kiếm bộn tiền về tay. Sống cuộc đời sung sướng từ nay đến cuối đời, đặc biệt từ giai đoạn này trở đi, vận trình tuổi Ất Tỵ sẽ thực sự bùng nổ, giàu sang phú quý. Tiền tỷ cầm tay, nếu biết được bí mật này, vậy vận trình cuộc đời người tuổi Ất Tỵ cụ thể diễn ra như thế nào, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, đường công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo sẽ thế nào, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua lá số tử vi dưới đây nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh cuộc đời người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xem tuổi Ất Tỵ có thiên can là Ất Mộc Âm và địa chi Tỵ Hỏa Dương. Thiên can Ất là gì? Thiên can Ất là can đứng thứ hai trong 10 thiên can, là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, đứng trước can Ất là Giáp. Và đứng sau nó là Bính, thiên can gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của thực vật, thiên can Ất chỉ lúa non hay cây cỏ mới mọc mầm. Về phương hướng, thiên can Ất chỉ vị trí phương chính đông, trong ngũ hành, can Ất tương ứng với hành mộc, theo thuyết âm dương thì can Ất là âm mộc. Thiên can Ất tượng trưng cho quẻ tốn, mộc và khôn thổ, nếu như nói giáp mộc tượng trưng cho cây đại thụ cao lớn, thì Ất mộc lại tượng trưng cho loài dây leo yếu đuối. Loài dây leo cần nhất là bên cạnh có cây lớn để dựa dẫm. Nếu như nói loài dây leo là em gái, thì đại thụ sẽ là anh trai. Vì vậy, người Ất Mộc cần có bạn bè bề trên giúp đỡ. Chính bởi vậy, người Ất Mộc dù là nam hay nữ, chỉ cần có anh trai hoặc chị gái, cũng đều là mệnh tốt. Người thiên can Ất Mộc đều là những người học giỏi, có thể thi đỗ thủ khoa, họ ham học hỏi, giữ chữ tín. Nhưng vì dễ tin người nên họ thường bị thiệt về kinh tế. Tuy vậy, Ất Mộc rất giàu lòng vị tha, đồng cảm với người, tính tình hiền hòa, bề ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng ham muốn mạnh mẽ. Người thiên can Ất Mộc nếu có phúc sẽ sống thanh tao, tốt bụng, thích làm phúc và được lòng nhiều người. Họ có nhiều bạn bè, nhưng bạn bè không giúp đỡ họ. Tính cách của Ất Mộc mềm yếu, nhưng ít khi biểu lộ nội tâm ra ngoài. Tuổi Ất Tỵ thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị sai lầm, tính thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm và kín đáo. Vì thế từ trong ẩn khuất nhìn ra, họ dễ thấy được cái hay cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả dễ thành công. Người tuổi Ất Tỵ là mẫu người có lý tưởng cao xa, nhưng chỉ thành công buổi ban đầu của giai đoạn trước 30 tuổi, đây là thời vàng son. Họ thông minh hiếu học,
Nếu bớt đa nghi với người khác thì thật hoàn hảo, người tuổi này sinh vào mùa xuân hay hạ là thuận mùa sinh. Người Ất Mộc có thủy lại có hỏa mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Căn bệnh hay gặp của người có thiên can Ất là bệnh ở tỳ vị, dạ dày, mật và ở vai. Nam giới Ất Mộc thường được phái nữ xung quanh bao che và ủng hộ, nhưng vẫn thích tính cách độc lập, cuộc sống thường dễ chịu, họ có thể khắc mẹ hoặc khắc vợ. Nữ giới có thiên can Ất thường hay làm nũng, thích làm đẹp, trong tình cảm họ thường dễ bị động lòng, nên đường tình duyên không tốt, thường có 2-3 lần đỏ. Về mặt tình cảm, vì đào hoa ngộ triệt, hồng hỷ đi liền với cô quả, nên một số tuổi Ất Tỵ thường gặp sóng gió trong đời sống lứa đôi, nếu bộ sao trên rơi vào mệnh thân hay cung phối phu hay thê. Tuổi Ất Tỵ hợp với Tân Dậu, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Đinh Dậu, Tân Sửu, Kỷ Tỵ, Kỷ Sửu, Đinh Tỵ, Hành Mộc, Hành Hỏa và Hành Thổ. Tuổi Ất Tỵ kỵ với Tân Hợi, Quý Hợi và các tuổi mạng thủy, mạng kim mang hàng can canh, tân. Địa chi Tỵ là gì? Đặc điểm tính cách của tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ thường sở hữu tính cách nhạy bén, thông minh và nhanh nhẹn. Họ có khả năng quan sát tốt và thường rất chính xác trong việc đánh giá môi trường xung quanh mình. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng rất thân thiện, hài hước và luôn biết cách tạo nên không khí thoải mái cho mọi người. Ưu điểm và nhược điểm nổi bật, tuổi Tỵ luôn biết cách điều chỉnh và thích nghi với môi trường. Họ có khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt và sáng tạo. Họ cũng rất trung thực và đáng tin cậy. Đôi khi họ dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường và dễ cảm thấy bất an hoặc lo lắng. Xét về mặt tính cách, người tuổi Tỵ rất đa nghi, nhưng không giống như người tuổi Dần, Hổ. Người tuổi Tỵ thường cất giấu sự hoài nghi trong đáy lòng. Là một người tuổi Tỵ có văn hóa, họ sẽ không bị cuốn mình theo những chuyện vô bổ. Đối với tiền bạc, họ là người khẳng khái. Nhưng khi cần đạt được mục đích, có thể một số trường hợp họ bất chấp thủ đoạn, họ sẽ không ngần ngại e dè khi loại bỏ những vật cản trên đường. Có thể nói, tất cả những lời dự đoán về tương lai vận mệnh của người tuổi Tỵ thường không đáng tin cậy, bởi họ là những người có đầu óc cơ hoạt nhưng lại kiên trì bền bỉ. Nên nhớ tuổi Tỵ là một tuổi kiên cường trong 12 thuộc tướng, người tuổi Tỵ có khả năng trở thành nhà chính trị, triết học, thần học hoặc một kỹ sư luyện kim, cũng có thể trở thành một nhà tư tưởng sâu sắc. Họ là người khó hiểu nhất trong 12 con giáp bởi là người có trí tuệ đặc biệt thiên bẩm, nên họ còn có thể trở thành một người mang chủ nghĩa thần bí. Những người tuổi Tỵ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, thích xem hài kịch. Họ bị tất cả những thứ có giá trị thẩm mỹ thu hút, trai tài gái sắc thường là người tuổi Tỵ. Vì thế nếu bạn là người tuổi Tỵ, nhiều khả năng bạn sẽ có một vận mệnh tốt. Trong quan hệ, người tuổi Tỵ là người có cá tính mạnh mẽ, yêu cầu đối với đối tượng rất cao, họ vốn là người đa nghi. Nhưng cấp độ nghi ngờ còn tùy thuộc vào đối tượng, họ tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối khi họ cảm thấy lo sợ hay nghi ngờ. Với một khả năng mẫn cảm cao, rất có thể bị ức chế cực độ khi họ bị kích thích tức giận, mức độ tức giận sẽ cao hơn người bình thường. Nhưng bề ngoài cư xử với đối tượng vẫn có thể trở nên bình thường, dù trong lòng họ đang sôi sục căm phẫn, họ thường thích có biểu hiện lãnh cảm với đối tượng, chứ không thích dùng những lời lẽ cay độc hay biểu hiện thô bạo. Có một số người tuổi Tỵ lại thích cho kẻ thù những đòn chí mạng, hòng tiêu diệt triệt để. Bản thân tư duy của họ là một âm mưu, chờ đợi thời cơ để báo thù. Nếu ai không may là kẻ thù của họ thì tốt nhất không nên đối đầu, thực ra tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nữ giới tuổi Tỵ thường là con gái đẹp, họ lạnh lùng với vẻ đẹp hút hồn, họ là người tự ti, tuy rằng mỗi khi nhàn rỗi, họ hay lui tới những nơi vắng vẻ để tìm sự tĩnh lặng. Vì thế, gợi cho người khác nhầm tưởng họ là người thích nhàn rỗi, nhưng thực tế, bản chất của người tuổi Ất Tỵ nói chung luôn ẩn chứa trong lòng họ những hoài bão, ý chí vươn lên, vì thế về tư tưởng họ luôn là người bận rộn. Phụ nữ tuổi Tỵ thích theo thời trang, họ rất thích dùng nữ trang, đầu tư nhiều thời gian vào chuyện mua sắm. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, họ sẽ là người dám nghĩ và dám mua sản phẩm cao cấp. Nếu họ là phụ nữ đã có chồng, thì họ chính là máy tiêu tiền của đàn ông. Chỉ cần người chồng có tiềm lực, họ sẽ là người có khả năng kích thích và khai thác triệt để tài năng của chồng, đồng thời giúp chồng thành công. Người phụ nữ tuổi Tỵ có thể là người tham mưu và thường giúp chồng có những ý kiến sắc sảo trong cuộc sống. Sự hy sinh dâng hiến ủng hộ của người vợ sẽ là động lực phát triển không lùi bước của các ông chồng có người vợ tuổi Tỵ. Nam tuổi Tỵ nhìn chung là người thông minh, sáng dạ nhưng lại sống kín đáo, hành sự trong âm thầm. Đây cũng là điều tạo cho họ một vẻ ngoài đầy bí ẩn rất thu hút. Họ thường được lợi, được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành thì khả năng thành công lại càng cao. Nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn. Vạn sự tiến hành theo chính đạo thì tất được cát lành. Nam mệnh tuổi này thường rất khó có thể ổn định tại một nơi. Họ luôn cần sự thay đổi, không kiên nhẫn với những gì nhàm chán, dễ chán nản nên con đường đến với thành công của họ thường gặp nhiều trắc trở. Người tuổi Tỵ cũng rất đa tình,
mắt của họ thường trong như mặt nước mùa thu, vì thế rất nhiều người khi gặp ánh mắt đó lại lầm tưởng họ đang yêu. Bạn nên biết, người tuổi Tỵ đối với bất kỳ sự kiện, việc gì cũng rất mẫn cảm, kể cả trong kinh doanh, trong mắt họ cũng luôn ánh lên một trạng thái tình cảm hăng say nóng bỏng, cái ánh mắt đó quả thực rất giống như ánh mắt của một người vừa mới được yêu. Người tuổi Tỵ có một cuộc sống nội tâm mãnh liệt và ý chí cuồng nhiệt, đặc biệt là những người tranh danh đoạt lợi thích chơi trội trong thời buổi thác loạn. Hay gặp lúc khó khăn, người tuổi Tỵ luôn kiên trì, giàu nghị lực, lâm nguy không nản lòng, lẳng lặng giải quyết tất cả những tình huống bất chắc. Họ cũng là người có tính trách nhiệm cao, mục tiêu rõ ràng, sự kết hợp lý tưởng cao cả và những ưu việt thiên bẩm tạo cho người tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều mục đích trong cuộc sống. Nói chung, những người tuổi Tỵ thường có tính hài hước, nhưng cũng có người lại rất lạnh lùng, có người vui vẻ, có người dễ gần, nhưng cũng có người tàn bạo. Thời điểm tốt nhất để biết được đặc điểm tính cách người tuổi Tỵ là khi họ lâm nguy, bị bức bách. Dù khi đó có nguy cấp đến đâu thì những người tuổi Tỵ cũng không mấy biểu hiện ra bên ngoài, họ vẫn có thể cắn răng chịu đựng mà nở một nụ cười tươi ngoài miệng. Vì thế, tuổi Tỵ đa phần thường có cuộc đời gặp nhiều may mắn, nhưng lại hay khổ tâm dù cuộc sống đầy đủ, tuổi nhỏ vất vả, đến hậu vận mới được an nhàn. Người tuổi Tỵ có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật, một khi đã quyết định điều gì họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, hay còn gọi là xuất huyệt chi xà, tức là rắn rời hang. Cuộc đời tuổi Ất Tỵ được ông quan đế độ mạng, tuy thời trẻ cũng có ít nhiều sóng gió, nhưng về sau lộc tụ nhiều nên may mắn nhiều, cuộc sống đủ đầy, tài chính rủng rỉnh thoải mái tiêu, về hậu vận được hưởng an nhàn. Người tuổi Ất Tỵ không chỉ có đời sống tình cảm phong phú, mà còn có cảm giác hài hước, thú vị, nội tâm ấm áp, họ hợp với những hoạt động thiên về tinh thần. Có ý chí, làm gì họ cũng nỗ lực hoàn thành mục đích của mình, họ cũng dám đón nhận thử thách và dễ dàng giải quyết gọn gàng mọi việc. Người sinh năm con rắn vừa có sự ổn định, lại vừa có tài trí, họ có khả năng tiến lui nhịp nhàng, lại ưa giao thiệp. Xem tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ có phẩm chất cao thượng, nhưng nội tâm lại có tính đố kỵ, họ khó mà duy trì được mối quan hệ dài lâu với ai đó, tâm tính đa nghi hay nghi kỵ người khác. Nhưng đa phần đều tốt bụng và cũng là người thân thiện, nữ mạng thì giỏi việc nhà, nhưng nóng tính và suy nghĩ ngắn, nam mạng mạnh mẽ, trong chuyện tình cảm thì luôn muốn khống chế đối phương. Trong vận số cuộc đời, người tuổi này được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ, nên thông minh, có thể là triết gia, nhà thần học hoặc là người hoạt động xã hội xuất sắc. Vì thông minh nên họ chỉ tin vào sự xét đoán của bản thân mà không bao giờ nghe ý kiến người khác. Ất Tỵ tuổi trẻ lao đao, trung vận khá, người tài trí nhưng không được hưởng lâu bền vận may về quan chức. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cuộc đời Ất Tỵ nữ mạng vô cùng suôn sẻ thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện. Ít khi gặp phải rủi ro trắc trở, nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 60 đến 89 tuổi là mức tối đa, nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Nam mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy được sống đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng, tuy nhiên cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió. Về thời hậu vận mới công thành danh toại, được hưởng an nhàn. Nam giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 65 đến 85 tuổi, nếu làm thiện tích đức thì sẽ gia tăng tuổi nhiều thọ. Đầu tiên, xét tài vận chọn đời người tuổi Ất Tỵ 1965. Xem tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ có vận tài lộc khá tốt, nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ, nên mọi chuyện họ làm đều khá thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà họ có phần lớn đến từ việc đầu tư thu lợi, chứ không phải do vất vả kinh doanh mà có. Tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ cần cù, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc đầu tư. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đặc biệt tài chính của người tuổi Ất Tỵ từ sau 60 tuổi cũng sẽ vô cùng tốt đẹp, vì bạn biết cách quản lý tài chính của mình một cách khôn khéo. Bạn quan tâm đến những hạng mục đầu tư sinh lời và gặp nhiều may mắn liên tiếp trong con đường kinh doanh buôn bán, bạn sẽ tham gia vào các mối quan hệ hợp tác có lợi và mở rộng được hoạt động làm ăn của mình. Những đối tác mà bạn lựa chọn làm việc cùng sẽ đem đến lợi ích tốt nhất cho bạn. Nhìn chung, vận số của Ất Tỵ tốt, cả đời tốt lành, người này cũng có số may mắn khi có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ. Họ hiếm khi phải lo sầu, phiền muộn vì tiền bạc, có điều từ nhỏ họ đã có thói quen sống xa hoa phung phí,
tiêu tiền không mấy khi suy nghĩ tương lai. Nếu muốn ổn định về tài chính thì nên có kế hoạch kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm để lấy tiền đầu tư phát triển cho sự nghiệp sau này. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi Tỵ đó chính là Dậu và Ngọ. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn tiền tài cho bạn. Tử vi sự nghiệp chọn đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ dù làm gì thì tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao. Họ luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động. Lý tưởng cao đẹp và tài năng thiên bẩm kết hợp lại với nhau, khiến bạn có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, trí nhớ vượt trội hơn người, không chỉ đơn giản nhớ chính xác mặt mũi, tên tuổi của rất nhiều người, mà bạn còn có thể nhớ được sở thích hay chuyện riêng tư của họ. Điều này cùng với tâm tư nhạy cảm, giúp bạn rất có duyên buôn bán, chuyện kinh doanh lên như diều gặp gió. Sở thích hoài cổ, nghiên cứu những chuyện triết lý sâu xa, khiến người này thích hợp trở thành chính trị gia, triết gia hay thương gia. Tuy nhiên, nên chú ý nhiều hơn về phương diện hợp tác đầu tư, cẩn trọng như không quá thận trọng, cảnh giác chứ không phải nghi kỵ. Những quý bà Ất Tỵ 1965 được nhận xét là có vận số tốt, nên sự nghiệp rất hanh thông, có cuộc sống êm ấm yên vui, bản mệnh của họ là người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, sân khấu, rất có tài ăn nói và tinh tế khéo léo, đường danh lợi của các cô thành toại, nhưng lại cần phải dưỡng tâm đức, năng và làm từ thiện, không màng đến thị phi và những tranh chấp, thì danh lợi cũng như hậu vận mới được bền vững, tích thêm nhiều đức phước cho con cháu. Những quý ông tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được nhận xét là những người chính trực, nhạy bén và rất biết nắm bắt cơ hội để có sự thành công trong sự nghiệp. Cuộc đời của họ tuy có lúc thăng trầm, những năm thời trẻ phải tha hương mới có thể gặp được sự nghiệp lớn và cuối đời sung túc an nhàn. Đối với người tuổi Ất Tỵ, trước khi bắt tay vào làm công việc gì cần phải tìm hiểu kỹ càng xem có thích hợp không trong đầu tư kinh doanh. Chỉ cần nắm được vận hội là thắng lớn. Tuy nhiên cũng không phải là nhất bản vạn lợi. Tuổi Ất Tỵ thường có bất động sản, nhà cửa đất đai, trong quan trường cũng có nhiều người thành đạt. Nhưng chủ yếu thương trường mới là đất cho họ dựng võ. Khi gặp kiện tụng trốn cửa quan đa phần họ giành thắng lợi và khi thất lạc vật chất phần nhiều lại tìm thấy. Nói tóm lại, với người tuổi Ất Tỵ số đông tài vận đều hanh thông. Song trong số họ không ít người có gia đạo khá long đong, vất vả. Một số phụ nữ tuổi Ất Tỵ về đường chồng khá lận đận. Có người tuổi trẻ rất nhiều mối lương duyên, song kết cục vẫn phòng không đơn chiếc. Theo tử vi chọn đời, con đường xây dựng sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ có khá nhiều vận may, tài lộc mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối, rất nhiều cơ hội tốt đang đợi tuổi Ất Tỵ ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, họ sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Điềm báo tử vi cho thấy rằng, bước vào vòng hậu vận, từ 60 tuổi trở đi, chính là thời điểm tuổi Ất Tỵ như cá gặp nước. Có nhiều cơ hội để làm nên nghiệp lớn, tiền bạc dễ tạo, tiếng tăm dễ bay xa, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Đặc biệt, trong năm 2024 này, Ất Tỵ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn từ việc kinh doanh, công việc của người đi làm cũng ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến. Mưu sự dễ thành, sự nghiệp tuổi Ất Tỵ đã đi vào quỹ đạo ổn định và có nền móng phát triển tương đối tốt, có nhiều mối quan hệ làm ăn tốt tìm đến, có thể đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, cần cân bằng thời gian làm việc và thư giãn cho hợp lý, tránh tinh thần căng thẳng dẫn đến sai sót. Sắp bước vào giai đoạn nghỉ hưu nhưng hiệu quả làm việc và quản lý công việc vẫn sáng suốt, có các bước đi rõ ràng, được nhiều đối tác kính nể. Tuy nhiên, để đảm bảo vấn đề sức khỏe, Ất Tỵ có thể giao một phần công việc cho những người tin tưởng, tránh ôm đồm quá nhiều công việc nhé. Tử vi tình cảm gia đạo chọn đời tuổi Ất Tỵ. Tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ về mặt tình cảm thường theo đuổi tình yêu nồng nhiệt và tràn đầy kích thích. Trong cuộc đời người này không thiếu yến oanh vây quanh. Họ là mẫu người phong lưu điển hình, họ biết cách dùng hành động đơn giản để biểu đạt tình cảm, cũng giỏi nắm bắt tâm tư con gái, nói tuổi Tỵ là sát thủ tình trường cũng chẳng ngoa. Tuy nhiên họ không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nên người khác đôi khi khó hiểu được suy nghĩ nội tâm của họ là gì, khó tìm được người tri âm tri kỷ. Nữ giới tuổi này đứng trước tình yêu có phần trầm ổn hơn, họ khá lặng lẽ, thời thơ ấu lớn lên trong môi trường tốt, gia đình yên ấm, tuy tới tuổi trung niên gặp nhiều chuyện không như ý, nhưng về cơ bản thì ảnh hưởng không quá lớn. Đàn ông tuổi Ất Tỵ thích tình yêu mãnh liệt, phong lưu, họ thích tấn công, giỏi bày tỏ tình yêu bằng hành động, họ coi trọng quan niệm gia đình, muốn vợ và con cái tin tưởng yêu mến. Trong tử vi, thân và Tỵ tạo nên một góc lục hợp, do đó, thân được gọi là lục hợp quý nhân của Tỵ. Tuổi Tỵ nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con khỉ để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Người tuổi Tỵ còn hợp với người tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Tỵ. Ngoài ra,
Đào hoa quý nhân của tuổi Tỵ là tuổi Ngọ, kết bạn với người tuổi Ngọ, vận đào hoa của các chú rắn sẽ nở rộ. Về sức khỏe chọn đời người tuổi Ất Tỵ. Tử vi chọn đời tuổi Tỵ về mặt sức khỏe, ngũ hành thuộc hỏa, hỏa đại diện cho tâm can, vì thế người tuổi Ất Tỵ nên đặc biệt chú ý các vấn đề về tim, nên tránh làm việc lao lực, kích động quá mức hay suy nghĩ mất ngủ triền miên, khiến cho nhịp tim không điều hòa, nên hạn chế thức đêm, bởi việc đó khiến cho tâm hỏa thịnh, cực kỳ không tốt đối với tim. Ngoài ra, người tuổi Ất Tỵ khi lớn tuổi cũng chịu sự chi phối của thời gian và thể chất, nên cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp, răng miệng. Trong cuộc sống hàng ngày nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục để nâng cao sức khỏe. Hơn nữa, Ất Tỵ mệnh phúc đăng hỏa nên tính cách nóng nảy, dễ vì kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý với mọi sự, bởi nóng giận hại gan sẽ làm sức khỏe cô bác nhanh chóng giảm sút. Việc tích cực lạc quan yêu đời là rất cần thiết cho cô bác ở giai đoạn này. Nếu cuộc sống có thể vô ưu vô lo thì còn gì bằng, nhưng cũng đừng vì quá phiền lòng hay quá nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Phật độ mệnh của tuổi Ất Tỵ là Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Bồ Tát che chở bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Theo tử vi, nam giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 65 đến 85 tuổi, nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 60 đến 89 tuổi, là mức tối đa, nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 theo tháng sinh âm lịch. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng Giêng, đây là tiết tân xuân, dương khí tràn đầy, mọi việc thuận lợi, song cũng khó tránh khỏi những lúc phiền phức, nếu kiên trì quyết tâm sẽ có thể vượt qua, nên nhớ thành công không thể đến trong ngày một ngày hai được. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 2. Đây là tiết kinh chập, đang ngủ giật mình, u mê không biết phương hướng, làm gì cũng khó khăn, tâm phiền não muộn, làm việc lớn rất khó thành, cả đời an phận cuộc sống bình yên khá giả. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 3. Đây là tiết thanh minh, thông minh nhanh nhẹn, làm nên nghiệp lớn, tinh thần sảng khoái, phúc lộc không ai bằng, vừa có tâm, vừa có tài gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 4. Đây là tiết lập hạ, uy danh bốn phương, hiệp nghĩa tâm trường, mọi người ngưỡng vọng, nhận phúc của trời, kỹ nghệ tinh thông làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, có phúc vận lớn. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 5. Đây là tiết mang chủng, gia đình hưng thịnh, cuộc sống bình an, phúc lộc vĩnh cửu, thông minh tốt bụng tài giỏi được mọi người yêu quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 6. Đây là tiết tiểu thử, vạn sự như ý, có phúc trời ban, phu thê tương vinh, ý chí kiên định, thật thà trung hậu, đức cao vọng trọng, danh lợi giai tựu, có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, gia đình hòa thuận hạnh phúc trong ấm ngoài êm. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 7. Đây là tiết lập xuân, mọi sự như ý, chí dũng song toàn, thông minh hơn người, tính cách ôn hòa cao thượng, tay trắng làm nên sự nghiệp, được người khác ngưỡng mộ. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 8. Đây là tiết bạch lộ, người trung hậu có tiếng, hòa thuận với hàng xóm láng giềng, kính trên nhường dưới, anh em thuận hòa, hạnh phúc tự nhiên đến, tuy nhiên không nên quá tin tưởng người khác kẻo bị lợi dụng, lừa gạt. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 9. Đây là tiết hàn lộ, người này sống theo quan điểm dĩ hòa vi quý, cuộc sống thăng trầm bất định, lúc lên lúc xuống, tính tình cởi mở thân thiện tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 10. Đây là tiết lập đông, phu thê hiền minh, sống có ý chí, hay giúp đỡ người nên lúc khốn khó lại được người giúp. Trong cuộc đời cần đề phòng về vấn đề sức khỏe, dễ mắc các căn bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 11. Đây là tiết đại tuyết, tứ phương tám hướng đều một màu tuyết trắng ảm đạm không có lối thoát. Người này cuộc sống không được suôn sẻ, không nên vội vàng nóng nảy trong công việc, nếu không sẽ gặp phải thất bại lớn. Vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh tháng 12. Đây là tiết tiểu hàn, luôn luôn lạnh lẽo, hoa tuyết khắp nơi, phải chịu khó tu nhân tích đức mới tránh được khổ sở phiền não. Cuộc sống không ổn định, lúc tiền bạc dư thừa, lúc khó khăn thiếu thốn, cần phải học cách tiết kiệm tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch hợp lý. Tóm lại, những người tuổi Ất Tỵ gặp những tháng Giêng 3, 4, 5, 6, 7, 8 gặp nhiều may mắn, đặc biệt hơn các tháng còn lại. Thông minh, tài trí hơn người, dễ đạt được thành công. Tháng 9, 10 là những người sống có chí, luôn được người khác giúp đỡ. Tuy nhiên, vận số người tuổi Ất Tỵ sinh vào những tháng 2, 11, 12
sẽ không thuận lợi, vất vả, khó khăn. Vì vậy, những tháng sinh này cần phải cố gắng nỗ lực hơn người để cải vận số. Quý vị thân mến, cha mẹ thương con tựa biển trời, làm sao đền trả được người ơi? Nếu không có hiếu đừng bất hiếu, bất hiếu làm ta khổ muôn đời. Đức Phật dạy, cha mẹ là hai vị Bồ Tát ở trong nhà, lại báo hiếu đứng đầu, chăm hạnh. Lại kinh thi có câu, hiếu từ chẳng nghèo, vĩnh viễn ban cho ngươi. Người đời chẳng biết ruộng phước màu mỡ là đây, tích đức là ở đây, mà tổn đức cũng là ở đây. Giữ chọn bổn phận làm con hiếu thuận chính là cách tích âm đức lớn nhất trong đời. Vì thế mà với thiên địa quỷ thần, tội bất hiếu trời không dung, đất chẳng tha, quả báo cực nặng và thường trổ sớm. Chuyện kể rằng, vào đời Minh nhà ông thường mang sống ở Ý Phiên, có một cô con gái nổi tiếng đức tánh chí hiếu. Ông đã hứa gả cho con trai nhà họ Vương, nhưng chàng Vương đã chết sớm. Cô thường về nhà họ Vương thủ tiết, mặc áo vải thô mộc, ăn chay, thêu tượng đại sĩ, sáng dậy tụng phẩm phổ môn, chú đại bi, tối tụng kinh Di Đà, chú vãng sanh. Cha bị bệnh nguy ngập, bèn cắt thịt đùi dâng lên. Cha mộng thấy đại sĩ bảo, do con gái ông hiếu thảo nên được tăng thọ. Đạo Phật tin rằng cha mẹ có thể mang đến cho chúng ta những phước lành lớn lao, nhưng cũng có thể mang đến cho chúng ta những tai họa. Nếu biết hiếu thảo với cha mẹ thì sẽ được phước báo, may mắn. Nếu ăn ở thất đức, bất hiếu với cha mẹ sẽ gặp tai họa và hậu quả cay đắng. Người xưa từng nói, trong mọi việc thiện, chữ hiếu là trên hết. Điều này cũng đúng. Kinh Phật có nói cha mẹ là ruộng phước nhất trên đời. Hiếu thảo với cha mẹ cũng là nền tảng để một người lập thân trong xã hội. Phật giáo nói về nhân quả, hiếu thảo với cha mẹ, tức là báo đáp ơn cha mẹ, đó là gieo nhân lành. Khi nhân duyên chín muồi, phước lành sẽ tự nhiên đến. Ơn của cha mẹ như đất, sâu như biển, sao chúng ta không báo đáp được? Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi mà thôi. Thế nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, đôi khi càng trưởng thành, chúng ta càng muốn rời xa vòng tay bố mẹ, và khi đó ta càng thiếu sự nhẫn nại, càng dễ nổi cáo với cha mẹ mình. Các nhà tâm lý học phát hiện sự thay đổi đó trong tâm lý là bởi bản thân chúng ta không tự ý thức được rằng mình đang kỳ vọng quá cao với mọi người trong nhà. Ta sợ người ngoài làm hại mình nên tỏ ra nhún nhường, còn người yêu chiều ta thì ta chẳng còn giữ ý. Chúng ta quên mất rằng, theo thời gian khi chúng ta ngày một trưởng thành, cha mẹ cũng ngày càng già yếu đi, bởi sự giảm sút về thể lực, khả năng giải quyết vấn đề của họ cũng chậm chạp, khó khăn hơn. Lúc mà tầm nhìn nhận quan sát của họ đã không còn nhạy bén như chúng ta, nên luôn muốn dựa vào con cái thì chúng ta phải biết giúp đỡ, hỗ trợ họ, chứ không phải là thái độ xem thường. Bạn thử hỏi về quá khứ huy hoàng của bố mẹ xem, biết đâu bạn phải bất ngờ vì sự tài trí của họ trong kinh doanh. Khả năng xử lý vấn đề không ai bằng, hay họ cũng từng có những thành tích xuất sắc trong công việc, thế đấy, chỉ là hiện tại họ đã già đi và không được như xưa. Để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, hãy dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng mà họ có. Điều cha mẹ cần lại không phải là tiền bạc bạn đưa về. Đi qua gần hết cuộc đời, họ cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Điều họ mong mỏi ở con cái là khi có việc cần giúp đỡ, họ không cần phải nịnh để nhờ con giúp, không cần phải dè dặt cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, cũng không cần lo lắng vì mình già yếu bị con cái coi thường, xem nhẹ. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay, chứ chẳng cần phải chờ vào một thời điểm nào khác. Yêu thương thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ mình chính là giữ được sự nghiêm vốn có từ khi họ còn trẻ, để họ mãi luôn được tự tin, thẳng thắn trước mặt con cái. Thái độ đối xử tốt nhất mà chúng ta nên dành cho cha mẹ là luôn đặt họ ở vị trí quan trọng trong lòng mình, luôn quan tâm tới cảm xúc của họ. Nếu ta chỉ mãi chạy theo những thứ hư ảo trong cuộc sống này, mong cầu được nổi danh phát tài đến quay đầu nhìn lại thấy người thân, thấy cha mẹ mình buồn rầu rơi lệ vì mình, thử hỏi thành công ấy liệu có ý nghĩa gì không, làm gì phải nhìn về cái gốc của mình. Sự thành công của bạn không phải là tiếng vỗ tay cổ vũ của người ngoài xã hội, mà là khả năng bảo vệ cha mẹ bạn, giúp họ không cảm thấy ủy khuất, oan ức trong chính ngôi nhà mình. Một người ở độ chín chắn về tuổi tác cũng như sự nghiệp sẽ ý thức và cảm nhận được rằng người ngoài chỉ là người khách qua đường tạm thời trong bước đường sinh mệnh. Cha mẹ sinh ra ta mới mãi mãi là chỗ dựa lớn nhất, mới là tài sản đáng quý nhất chúng ta có. Chính vì vậy muốn thành công nhất định phải rằng, hiếu thảo với cha mẹ mới là việc quan trọng nhất của đời người, vì có như thế bạn mới thực sự là người đáng tin cậy, đáng để kết giao. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.